Chiều ngày 13 tháng 12, Đảng ủy Quân sự huyện Tuyên Hóa tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị ở tỉnh có đồng chí Đại tá Hoàng Xuân Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Ở huyện có các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy, đồng chí Nguyễn Hoài Nam, tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện chủ trì hội nghị. Năm 2022, Đảng ủy Quân sự huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang huyện hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Nổi bật là Đảng ủy Quân sự huyện đã lãnh đạo làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, triển khai kịp thời, hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Trong đó có một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như tham mưu tổ chức thành công diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn huyện Tuyên Hóa năm 2022. Chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh, huấn luyện cho các đối tượng, duy trì nghiêm các biện pháp sẵn sàng chiến đấu, phối hợp nắm chắc tình hình trên địa bàn huyện. Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các biện pháp xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, thực hiện nghiêm quy định về tổ chức, biên chế, thực hiện tốt các khâu đột phá theo nghị quyết của Đảng ủy Quân sự tỉnh và nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện, tập trung đột phá về nâng cao hiệu quả quản lý kỷ luật, kỷ cương và an toàn đơn vị, bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, thường xuyên bảo đảm đúng, đủ tiêu chuẩn, chế độ và bảo đảm tốt công tác hậu cần cho các nhiệm vụ. Lãnh đạo quán triệt triển khai toàn diện các giải pháp xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận tập trung làm rõ những kết quả, kinh nghiệm đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất một số giải pháp lãnh đạo trong thời gian tới. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoài Nam, tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện yêu cầu năm 2023 tiếp tục thực hiện đồng bộ, toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện lần thứ 9 đề ra, phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, xử lý thắng lợi mọi tình huống, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, tạo sự chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, xây dựng Đảng bộ Quân sự huyện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng năm 2023, làm tốt công tác tuyển quân năm 2023, quan tâm hỗ trợ hoàn thành cơ sở vật chất, sở chỉ huy, trụ sở dân quân tự vệ cấp xã, quan tâm thành lập chi bộ quân sự các địa phương.